Kính chào quý khán giả và bà con nông dân. Thưa bà con, trong ngày hôm nay, các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của áp cao lại lục địa tiếp tục suy yếu và biến tính, tạo điều kiện cho vùng áp thấp ở phía Tây mở rộng dần về phía Đông. Nên trong từ 1 đến 2 ngày tới, ở các tỉnh Bắc Bộ vẫn duy trì trạng thái là có mưa, đồng thời đêm và sáng sớm trời nhiều mây, có sương mù và sương mù nhẹ, trời rét, đến trưa chiều thì trời bắt đầu hửng nắng ấm áp. Ở các tỉnh miền Nam thì nằm ở rìa phía Nam của hệ thống thời tiết phân tích trên, với đới gió Đông Bắc hoạt động với cường độ trung bình đến yếu. Trên cao thì còn chịu ảnh hưởng kết hợp với rìa Tây Nam của lưỡi áp cao cận nhiệt đới và tiết trời tiếp tục nắng nóng và không mưa. Sau đây mời bà con theo dõi dự báo thời tiết trên các vùng đêm nay và ngày mai như sau. Ở khu vực phía Tây Bắc Bộ trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Nhiệt độ thấp nhất là từ 15 cho đến 18 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 24 đến 27 độ và độ ẩm là từ 70 cho đến 85%. Ở khu vực phía Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng và nhiệt độ thấp nhất là từ 18 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 24 đến 27 độ và độ ẩm là từ 75 cho đến 90%. Ở khu vực đồng bằng sông Hồng, trời nhiều mây không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ thấp nhất là từ 19 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 24 đến 27 độ và độ ẩm là từ 70 cho đến 85%. Thưa bà con, tại Quảng Bình do không có lũ lớn trong năm 2012 nên nguy cơ chuột phá hoại lúa đông xuân năm 2012-2013 là rất lớn. Đối với các tỉnh Trung Bộ thì do không còn tác động của không khí lạnh nên thời tiết cũng chuyển tốt dần với trạng thái phổ biến là ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, nhiệt độ trong những ngày cuối tuần sẽ tăng nhẹ. Ở khu vực từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế, mây thay đổi, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ thấp nhất là từ 18 đến 21 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 27 đến 30 độ và độ ẩm là từ 65 cho đến 80%. Trong khi đó thì từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ thấp nhất là từ 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 29 đến 32 độ và độ ẩm là từ 55 cho đến 75%. Ở khu vực Tây Nguyên, thời tiết vẫn tạnh ráo, không mưa, trời se lạnh về đêm, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất là từ 17 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 28 đến 31 độ và độ ẩm là từ 45 cho đến 55%. Thưa quý vị cùng bà con nông dân, trồng thành công khoai tây trong nhà kính là cách trồng mới mà người dân Đà Lạt đã thành công. Người trồng phải tuân thủ theo một quy trình kỹ thuật chính xác, không thể áp dụng khung kỹ thuật trồng khoai tây ngoài trời để trồng trong nhà kính. Nếu như trồng ngoài trời, mỗi xào đất sẽ trồng được từ 3.000 đến 3.500 gốc khoai tây, thì trong nhà kính chỉ cho phép trồng từ 1.000 đến 1.200 gốc. Trước khi trồng thì mỗi xào đất cần từ 10 đến 15 khối sơ dừa trộn lẫn với một số loại phân hữu cơ ủ với 30% đất đỏ phủ đều lên mặt đất đã lên luống. Do khoai tây trồng trong nhà kính có chiều cao lên tới trên 2 mét nên mỗi gốc khoai tây phải cắm một cây đỡ cho thân khoai tây không bị gã đổ. Vào thời kỳ khoai tây bắt đầu ra củ khoảng 2 tháng sau khi trồng, nhà vườn phải thắp bóng điện vào ban đêm theo tỷ lệ là 3 bóng điện trên 8 mét vuông với mục đích cho cây đẩy mạnh quang hợp để nuôi củ và dừng thắp điện 1 tháng trước khi thu hoạch cho củ đủ ra. Trở lại với những thông tin thời tiết cho khu vực Nam Bộ, với đới gió Đông Bắc hoạt động cường độ trung bình đến yếu, trên cao là ảnh hưởng kết hợp với rìa Tây Nam, lưỡi áp cao cận nhiệt đới. Do vậy mà tình trạng nắng nóng ở khu vực miền Đông Nam Bộ vẫn duy trì với nền nhiệt độ khá cao. Nắng nóng cùng với độ ẩm thấp gây nên không khí oi bức là nguyên nhân dẫn đến những sự cố về cháy nổ. Trong đêm nay và ngày mai, thời tiết trên toàn khu vực vẫn phổ biến ở trạng thái là mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất là từ 23 cho đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất là từ 32 đến 35 độ và độ ẩm là từ 45 cho đến 60%. Thưa quý vị, từ cuối tháng 2 đến nay, hạn mặn ở các tỉnh ven biển đồng bằng sông Cửu Long với mức độ gia tăng hơn những năm qua. Một số vùng sản xuất lúa, cây ăn quả bắt đầu chịu ảnh hưởng, nguy cơ thiệt hại lan rộng. Từ vùng ngọt, lợ đến vùng chịu ảnh hưởng mặn ven biển, ngành thủy lợi các địa phương đang triển khai đối phó.
Quanh khu vực này thì những nhánh sông rạch kênh cấp 2 dẫn ra sông Hậu, nước cạn kiệt, phơi bãi. Vùng lúa xuân hè ở hai huyện Long Phú và Trần Đề gieo xạ sớm đang bị khô hạn, nhiễm phèn vì mặn xâm nhập lên tới 651 ha. Độ mặn trên các sông tại hai huyện Long Phú, Trần Đề đo được là 14% và 21%, cao hơn cùng kỳ năm trước từ 3 đến 6 phần nghìn. Nếu mặn cứ tăng dần và thiếu nước, nguy cơ lúa thiệt hại có thể tăng lên 60%. Bản tin thời tiết nông vụ cũng xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và bà con trong những bản tin thời tiết tiếp theo.